Kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, những nội dung cuối cùng của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, hay còn gọi tắt là CPTPP, đã được 11 quốc gia thành viên nhất trí và sẽ được ký kết vào ngày 8 tháng 3 năm 2018 tới đây. Đối với Việt Nam thì mặc dù không có sự tham gia của Mỹ, một đối tác thương mại lớn của Việt Nam, trong CPTPP thì hiệp định này vẫn kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên thì để tận dụng được cơ hội, đòi hỏi chính phủ và bản thân của các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nỗ lực rất lớn mới đạt được những kỳ vọng mà hiệp định mang lại cho nền kinh tế. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP bắt đầu được đàm phán từ tháng 3 năm 2010, gồm 12 quốc gia là Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Quá trình đàm phán đã được hoàn tất vào tháng 10 năm 2015. TPP được ký kết vào tháng 2 năm 2016. Tuy nhiên, đến tháng 1 năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố Mỹ rút khỏi hiệp định này. Ngày 11 tháng 11 năm 2017, trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC năm 2017, tại cuộc họp báo về TPP tại thành phố Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết các bộ trưởng TPP đã đạt được thỏa thuận cơ bản cho hiệp định TPP-11 không có Mỹ, đồng thời thống nhất tên mới cho hiệp định là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Ngày 21 tháng 2 năm 2018, các nước thành viên của Hiệp định CPTPP đã công bố toàn văn Hiệp định CPTPP. Cụ thể, phần lớn các nội dung của TPP được tiếp tục trong CPTPP, ngoại trừ các điều khoản về hiệu lực của Hiệp định được thay đổi so với TPP và các cam kết liên quan đến Mỹ được đưa ra khỏi CPTPP. Và cuối cùng là 22 nội dung của TPP sẽ được tạm hoãn thực hiện trong CPTPP. Về thủ tục và điều kiện có hiệu lực, CPTPP sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi nó có ít nhất 6 thành viên CPTPP hoặc ít nhất một nửa số thành viên TPP, tùy số nào ít hơn, thông qua CPTPP. Dự kiến, hiệp định sẽ được ký kết chính thức tại Chile vào ngày 8 tháng 3 năm 2018, để hiệp định này được bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2019. Như vậy, 11 nước đã thống nhất tên gọi mới cho Hiệp định TPP sau khi Mỹ rút lui là Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Nhiều tính toán cho thấy Việt Nam vẫn sẽ là nước nhận được nhiều lợi ích khi CPTPP được thực thi, dù rằng lợi ích này nhỏ hơn rất nhiều khi thiếu Mỹ. Với Hiệp định TPP, dệt may sẽ là ngành hưởng lợi nhiều nhất trong các ngành sản xuất của Việt Nam, với mức giảm thuế nhập khẩu từ 17% hiện nay xuống còn 0%. Do đó, khi không có Mỹ, các doanh nghiệp dệt may đã không còn kỳ vọng quá nhiều đến hiệp định CPTPP. Vì Việt Nam mình cái tỷ trọng xuất khẩu đi Mỹ là chiếm đến mấy chục phần trăm. Bao nhiêu nước kia cộng lại mới tương đương với Mỹ, đúng không? Thế mà những nước kia còn lại, trong cái 10 nước còn lại thì chỉ còn có là, bây giờ bỏ Mỹ ra thì 10 nước còn lại thì còn có Nhật Bản. Mà Nhật Bản thì đằng nào mình cũng có cái FTA giữa Việt Nam, Nhật rồi, mình xuất đi Nhật rất thuận lợi rồi. Thì vậy thì tại sao mình phải cố gắng thêm để làm gì? Nhiều kết quả phân tích ngay sau khi Mỹ rút khỏi TPP cũng cho thấy Việt Nam không được hưởng lợi nhiều về mặt con số định lượng. Cụ thể, với CPTPP, GDP tăng thêm chỉ đạt 1,32%, trong khi với TPP-12 là 6,7%. Xuất khẩu với CPTPP tăng thêm 4%, trong khi TPP là khoảng 15%. CPTPP làm tăng nhập khẩu 3,8%, còn TPP tăng nhập khẩu 10,5%. Chúng tôi cho rằng là TPP-1 sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam ở hai điểm lớn. Một là chúng ta sẽ bị mất đi những cái cơ hội mà Việt Nam gia tăng đầu tư vào Mỹ, nhất là những lĩnh vực Việt Nam đang có sở trường, và khi được hạ thuế xuống, kể cả dệt may, da giày và một số sản phẩm nông nghiệp nữa. Như vậy là cái sức cạnh tranh, lợi ích và một số những cái thuận lợi khác cũng sẽ không còn nữa. Thì đây là cái mất mát lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, dù mức lợi ích CPTPP đem lại cho Việt Nam không lớn như TPP, hiệp định này vẫn được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.
đặc biệt khi một số nội dung trong TPP trước đây được xem là có thể mang lại nhiều thách thức cho Việt Nam đã được tạm hoãn thực hiện, trong khi các nội dung khác về tăng cường tiếp cận thị trường hàng hóa hầu như không thay đổi trong CPTPP. Về các cái điều kiện kỹ thuật cũng như là những cái chính sách mà nó gây áp lực đối với người Việt Nam, bao gồm kể cả về vấn đề lao động, vấn đề môi trường, vấn đề sở hữu và một số vấn đề khác nữa, thì như vậy ít nhiều nó cũng nới lỏng hơn và dễ thở hơn cho doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tham gia. Theo đó, khi tham gia vào CPTPP cùng 10 quốc gia khác sẽ tạo ra cơ hội để gia tăng xuất khẩu các mặt hàng lợi thế của Việt Nam thông qua các ưu đãi thuế, cộng với kinh nghiệm tích lũy được khi xuất khẩu ngày càng nhiều vào các thị trường trong hiệp định. Ví dụ, tham gia thì Việt Nam có thể mở rộng được thêm thị trường xuất khẩu như Canada, Mexico, Peru, Chile là những thị trường Việt Nam chưa có hiệp định thương mại. Một số ngành như dệt may, da giày, Việt Nam vẫn được hưởng lợi, vẫn tăng xuất khẩu. Chúng ta vẫn có thể gia nhập được vào thị trường, ví dụ thị trường Nhật Bản chẳng hạn, là một thị trường mà hiện nay chúng ta cũng đang đứng thứ 5, thứ 6 trong cái là cái đối tác thứ 5, thứ 6 về thương mại và đối tác thứ 3 gì đấy về đầu tư, rõ ràng là lớn. Một thị trường như thị trường Úc chẳng hạn thì chúng ta vẫn có thể xâm nhập, và đặc biệt là những mặt hàng nông sản chúng ta có thể xâm nhập được vào những cái thị trường như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là nó vẫn có lợi ích. Và như thế thì trong việc như thế, ngoài cả đấy thì nó nâng vị thế của nền kinh tế nước ta lên. Và chúng ta sẽ gia nhập các cái hội nhập của chúng ta, nó cũng từ đó nó có đà thêm. Chúng ta không mất đà về cái hội nhập, mà cái hội nhập và thương mại theo tôi rất là quan trọng đối với Việt Nam. Đặc biệt, tham gia CPTPP mở ra cơ hội để Việt Nam hoàn thiện thể chế vận hành nền kinh tế thị trường. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để Việt Nam tiến hành cải cách thị trường và thể chế một cách toàn diện và triệt để. Ngoài ra tôi cũng xin phân tích thêm một cái lợi ích nữa rất là quan trọng. Tức là với CPTPP thì tiêu chuẩn của nó tương đối cao. Chính vì thế mà nó tạo ra một cái sức ép để cho Việt Nam chúng ta tiếp tục cải cách đổi mới, đặc biệt là cái khuôn khổ thể chế, và cũng tạo ra sức ép để cho doanh nghiệp Việt Nam chúng ta cũng phải đột phá và đổi mới, đặc biệt là liên quan đến quản trị điều hành và ứng dụng công nghệ cũng như là phát triển nguồn nhân lực. Ngoài ra, CPTPP hứa hẹn sẽ giúp thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Trong bối cảnh đó, xu hướng tự do thương mại hóa không phải nước nào cũng ngoài cuộc được. Tương lai CPTPP có thể không phải chỉ dừng lại ở 11 nước mà còn kết nạp thêm một số nước khác. Có thể bây giờ là 11 nước, nhưng không loại trừ khả năng vài năm tới lại là 12 hoặc hơn, và không ngoại trừ Mỹ quay trở lại. Bên cạnh những cơ hội, Việt Nam sẽ phải mở cửa chào đón hàng hóa, dịch vụ của các đối tác tại thị trường trong nước, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt tại sân nhà. Độ chênh về năng lực cạnh tranh và pháp luật của Việt Nam so với các nước đang là một trong những thách thức lớn. Nguy cơ của các doanh nghiệp nội sẽ bị đào thải là rất lớn. Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận ngay sau đây. Chuyên sản xuất xuất khẩu túi nhựa dùng trong siêu thị, dòng sản phẩm này đã hơn một năm xuất khẩu sang Nhật, một trong 11 nước thành viên khối nước CPTPP. Nhận định về những thách thức của doanh nghiệp Việt trước CPTPP, đại diện doanh nghiệp này tỏ ra quan ngại khi nhu cầu dòng sản phẩm này tại thị trường Nhật còn khá lớn. Tuy nhiên, với những hạn chế trong năng lực của phần lớn các doanh nghiệp nội hiện nay, đang là thách thức lớn cho các doanh nghiệp tận dụng thị trường này, cũng như hiệp định này khi được ký kết và có hiệu lực. Những cái đáp ứng ở trong nước về những cái tiêu chí khác, cũng như là cái sự chuẩn bị về mặt kỹ thuật, đầu tư, đặc biệt là công nghệ thiết bị máy móc của chúng ta là chưa có cái sự tức là thay đổi khởi sắc. Thế vì vậy, tôi nghĩ là dù có hiệp định TPP có ký ngay thì chúng ta cũng khó có thể tức là tham gia, nếu mà vẫn tức là duy trì cái cách điều kiện làm việc như hiện nay. Sức ép cạnh tranh đối với doanh nghiệp Việt Nam sẽ tăng lên và nguy cơ thất bại của các doanh nghiệp trên chính thị trường nội địa. Việt Nam có nhiều cơ hội xuất khẩu nhưng thị trường trong nước cũng sẽ cạnh tranh quyết liệt, trong đó có nông sản. Nhiều doanh nghiệp sẽ phải thất bại ngay trên sân nhà như bò sữa, không có khả năng cạnh tranh với sữa Úc, New Zealand. Thêm vào đó, đối với các doanh nghiệp dệt may, trước sức ép có thể bán lại thương hiệu cho công ty nước ngoài hoặc phải đi gia công cho các thương hiệu và phân phối ngay trong thị trường nước nhà.
khó khăn trong thực hiện các quy định của CPTPP, trong đó khó khăn nhất là chứng minh nguồn gốc xuất xứ với doanh nghiệp dệt may khi đa số nguyên vật liệu đều nhập từ Trung Quốc, ít nhập từ các quốc gia thành viên CPTPP. Cái vấn đề phối hợp liên kết giữa các doanh nghiệp của chúng ta với nhau, bởi vì chúng ta đã cũng biết rằng là ngành dệt may hiện nay thì cái khâu đang rất yếu, đó là khâu đầu cứ từ vào thượng nguồn, khâu sợi, khâu dệt, nhuộm hoàn tất. Chúng ta mạnh về khâu gia công xuất khẩu. Đó. Tuy nhiên, nếu như chúng ta không đáp ứng được yêu cầu xuất, có thể nói là cái lợi ích mà chúng ta có được cũng không phải nhiều. Thêm vào đó, đại diện Trung tâm Nhân lực và Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, lao động chất lượng hạn chế cũng sẽ là một thách thức lớn cho Việt Nam. Nguồn nhân lực chất lượng hạn chế sẽ khó đáp ứng những yêu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, với nguồn nhân lực chất lượng cao, doanh nghiệp sẽ khó khăn trong giữ chân người lao động. Nguồn nhân lực chất lượng cao đang có khuynh hướng chạy dần sang các doanh nghiệp FDI. Cái lao động, cái đầu tư mà chuyển vào ở trong này, cái lao động được giao thương rộng hơn, mở rộng hơn để hợp tác hơn, thì cái sự thu hút, giữ chân chính sách đối với người lao động, đối với Tổng Công ty 28 cũng là một cái sự khó khăn. Mà cái xu hướng đấy đã nhìn thấy rõ trong cái thời gian vừa rồi. Theo một số cơ quan chức năng và các chuyên gia, mặc dù một số điều khoản được tạm hoãn thực thi, nhưng về cơ bản CPTPP sẽ giữ lại bản chất của TPP. Như vậy, thách thức và áp lực về những thay đổi trong cơ chế, những hoạt động về kinh doanh, sản xuất, luật pháp vẫn nguyên vẹn như đối với TPP. Cái thách thức của doanh nghiệp của mình hay là cái thể chế thì vẫn còn nguyên. Và những cái khoảng cách chưa thay đổi bao nhiêu. Việc vấn đề lao động, về công đoàn, vấn đề về cái điều kiện về môi trường, về sở hữu trí tuệ tại các doanh nghiệp, hay là vấn đề về tôn trọng các cái phát triển về bền vững v.v. Rất nhiều cái là TV đặt ra tiêu chuẩn cao, thì chúng ta còn nhiều việc để có nhiều doanh nghiệp đáp ứng cái điều kiện đấy, cũng như là nhà nước phải thay đổi khá là nhiều. Trong khi đó, theo các chuyên gia, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có năng lực cạnh tranh hạn chế nhất trong 11 nước thành viên. Đặc biệt, không chỉ có độ chênh trong năng lực cạnh tranh, quan ngại hơn khi độ chênh giữa pháp luật Việt Nam so với các nước trong khối còn rất lớn. CPTPP đòi hỏi chúng ta phải thay đổi. Mà chúng ta, nếu chúng ta sẵn sàng thay đổi từ luật pháp, thay đổi từ những cái cơ chế, những cái hoạt động về kinh doanh, sản xuất, ngay cả vấn đề ngân hàng cũng sẽ phải có những cái thay đổi để nó phù hợp với lại CPTPP. Rồi vấn đề lao động, vấn đề quyền của người lao động, quyền tự do của người lao động, rồi tất cả những cái vấn đề về bản quyền, tất cả những cái đó nó sẽ theo cái khuôn khổ của TPP. Cũng theo các chuyên gia, dưới góc nhìn của một số quốc gia Tây phương thì Việt Nam chưa phải là một nền kinh tế thực thụ. Các nước chưa nhìn nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường thực thụ, một nền kinh tế thị trường toàn diện. Thêm vào đó, thách thức về cải cách, thách thức về chuẩn mực, thách thức về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, về sàng lọc vẫn còn đó. Nếu doanh nghiệp cho rằng những thay đổi chưa thực sự cấp bách, còn trì trệ trong đổi mới sẽ không xoay trở kịp, sớm bị đào thải. Vâng, thưa quý vị, nếu không có những giải pháp phù hợp thì Việt Nam sẽ rất khó khăn với những thách thức. Nhưng nếu những giải pháp được chủ động thực hiện một cách quyết liệt thì những thách thức sẽ thành cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam. Vậy những giải pháp nào sẽ là động lực, cơ hội cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực sánh vai với bạn bè quốc tế, kết nối mạnh mẽ hơn với nền kinh tế trên thế giới? Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp của chúng tôi. Chuyên sản xuất xuất khẩu các sản phẩm dệt may, doanh nghiệp này đã có kế hoạch và bước chuẩn bị cho hội nhập nói chung và CPTPP nói riêng. Cụ thể, cùng với việc tìm hiểu, thăm dò, mở rộng thị trường trong các nước CPTPP, thì đầu tư máy móc thiết bị là giải pháp hàng đầu được doanh nghiệp thực hiện. Để mà nâng cao cái năng suất lao động, giảm bớt được cái phụ thuộc vào cái nguồn mà nhân công giá rẻ, mà cái hiện nay cái nhân công giá rẻ đối với Việt Nam mình cũng không còn là lợi thế nữa. Khi mà
các cái lương tối thiểu, rồi lương cơ sở cũng được tăng lên, các cái chi phí khác nó cũng làm tăng lên như chi phí về môi trường. Cho nên là Tổng Công ty 28 phải đầu tư bằng cái cách tăng năng suất lao động trên đầu người bằng cái việc phải đầu tư các cái trang thiết bị và công nghệ hiện đại. Đó, ngoài cái việc thay thế dần những cái máy móc cũ của ngành dệt, của ngành may mà đã đầu tư cách đây trong khoảng 10 năm, 15 năm thì hiện nay chúng ta phải nâng cấp lên thành những cái thiết bị dệt may thế hệ mới. Không chỉ những giải pháp chủ động của doanh nghiệp, các cơ quan chức năng cũng có kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ hiệp định này. Cụ thể là cơ quan hỗ trợ cho doanh nghiệp về hội nhập kinh tế quốc tế, Trung tâm WTO Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phổ biến thông tin về hiệp định, phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ kiến thức cho doanh nghiệp về tự chứng nhận xuất xứ. Chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch truyền thông về hội nhập quốc tế và ủy ban đã ban hành trong giai đoạn từ 2017 đến 2020. Thì trong đó thì những cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ là trọng tâm của các hoạt động không chỉ của trung tâm WTO mà còn cả các đơn vị khác. Như vậy thì chúng tôi sẽ kết hợp rất chặt chẽ với các cơ quan trung ương và sẽ với các chuyên gia để chúng ta sẽ có những được những cái thông tin mới nhất, để cụ thể nhất để cung cấp cho doanh nghiệp. Thì trung tâm chúng tôi đang phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu là đang triển khai các cái lớp về tự chứng nhận xuất xứ. Đây là một cái điều rất là thú vị, có nghĩa là giúp cho doanh nghiệp 24/7 tự chứng nhận xuất xứ của mình đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi. Được đánh giá là hiệp định thương mại tự do mang tính toàn diện nhất, độ mở và sức ép cùng chiều. Vì vậy, chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi mà các doanh nghiệp cần nâng cao. Đồng thời, một trong những quan ngại lớn mà các chuyên gia cảnh báo là độ chênh giữa pháp luật Việt Nam so với các nước. Vì vậy, cải thiện về độ chênh trong pháp luật là yếu tố cũng cần được lưu tâm. Tiếp tục chuẩn bị cho cái việc mà chúng ta tham dự vào trước đây là TPP và bây giờ là CPTPP. Thì cái việc chuẩn bị đó, nó là phải cái sự chuẩn bị trên tất cả mọi lĩnh vực. Trước nhất là bắt đầu từ luật pháp, rồi tất cả những cái cơ chế về thuế, về tổ chức, về kinh doanh, về lao động, tất cả những cái quy định về luật pháp, những cái cơ chế liên quan đến tất cả những cái khâu đó cũng phải được thay đổi. Và đặc biệt nữa là hàng hóa Việt Nam cũng phải được nâng cấp, chất lượng hàng hóa Việt Nam phải được nâng cấp. Cần vạch ra rất rõ ràng nhà nước cần làm cái gì và nên làm cái gì, còn lại là để thị trường và xã hội dân sự làm, chứ không nên quá sâu vào cái can thiệp quá sâu vào thị trường. Thì đây là cả một vấn đề rất là lớn. Ví dụ như là câu chuyện của công đoàn thì đấy là một cái vấn đề liên quan đến xã hội dân sự rất là rõ ràng. Và như vậy thì nhà nước sẽ can thiệp ở mức độ nhất định, còn lại là sẽ cho các tổ chức công đoàn sẽ có một cái tự độc lập nhất định để có như vì cái lợi ích của mình. Thế cho nên về mặt chính phủ thì có ba cái phải là quan trọng nhất, tức là phải lấy cái cải cách, và cái cải cách ấy gắn với cái việc thực thi nghiêm túc cái cam kết, đặc biệt là những cái hiệp định mà chất lượng cao nếu đi vào thực thi như là CPTPP hay là hiệp định khác như Việt Nam EU nếu được ký kết và đi vào thực thi. Phải coi đó không phải chỉ là vấn đề thực hiện cái cam kết quốc tế, mà phải coi đó nó như là một cái cốt lõi để mà thực hiện cải cách thể chế. Hiện Việt Nam được xem là quốc gia nghèo nhất và có nhiều điểm kém cạnh tranh nhất trong 11 quốc gia của CPTPP. Vì thế, khi CPTPP được ký kết, Việt Nam không có những thay đổi kịp thời, thì những kỳ vọng cho tăng trưởng của Việt Nam trước hiệp định này sẽ đi ngược lại. Bởi vậy, sự nỗ lực vượt bậc của các doanh nghiệp, sự chủ động hội nhập cao của nền kinh tế, cùng với sự vào cuộc của chính phủ thông qua cơ chế chính sách, chắc chắn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam. Những ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.